Ngay từ sáng sớm, từng dòng người tấp nập đổ về động Tiên Sơn để được đắm mình với không khí vui nhộn, tưng bừng trong ngày khai hội, tạo nên một bức tranh đầy sắc xuân. Họ đến đây để dâng hương cầu sức khỏe, may mắn, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đầu năm là ai cũng vào đây, là các mọi nơi là đều vào đây cả để du xuân. Mới này rất là nhiều các trò chơi, chẳng hạn như là chơi đạp vịt hoàng gà, các trò chơi khác, cầu nông nước, mới này giao lưu là múa hát. Đến với lễ hội văn hóa động Tiên Sơn, nhân dân và du khách sẽ được tham quan, thưởng lãm không gian văn hóa rực rỡ sắc màu của lễ hội thông qua cuộc thi văn nghệ với những làn điệu dân ca, dân vũ, điệu xòe, nhạc cụ dân tộc. Được trải nghiệm các trò chơi dân gian như đi cà kheo, đi cầu thăng bằng, tó má lẹ, tát én. Các môn thi đấu thể thao như kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền hơi cùng nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội. Đây là hoạt động đầu xuân góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Đặc biệt, lễ hội còn là cơ hội để quảng bá, giới thiệu về bản sắc văn hóa, hình ảnh, đất và con người Tam Đường đến với đông đảo du khách gần xa. Nói chung ở đây thì không khí khá là sôi động. Với lại mình rất thích những cái bộ kiểu như là đồng phục của người đồng bào đây á. Rất là đẹp, đặc sắc, dạ. Và phong phú nữa. Còn cảnh ở đây thì nói chung là thật sự là rất là hùng vĩ, đẹp. Lễ hội động Tiên Sơn hàng năm tại xã Bình Lư với mang cái ý nghĩa truyền thống giáo dục cho cái đạo lý các thế hệ trẻ để thực hiện uống nước nhớ nguồn. Ở động Tiên Sơn thì những năm trước đây thời kỳ chống Pháp thì cũng đã là cái nơi nuôi dưỡng và cái nơi trú ngụ cho quân của chúng ta, để quân đội nhân dân của chúng ta. Lễ hội động Tiên Sơn năm 2024 thì có diễn ra các rất là nhiều các cái hoạt động để trong cái lễ hội, và ban tổ chức cũng đã thành lập và đã đưa ra các cái hoạt động của lễ hội để phục vụ cho du khách được đến với lễ hội động Tiên Sơn, được trải nghiệm tất cả các cái nội dung mà ban tổ chức đã đưa ra trong cái khuôn khổ của lễ hội. Lễ hội văn hóa động Tiên Sơn năm 2024 khép lại với nhiều dư âm, ấn tượng đẹp trong lòng du khách, từ đó tạo điểm nhấn để phát triển du lịch, góp phần vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.